với những tình huống sử dụng chiêu cuối, và một Yasuo đã thắng được. Ây da, chắc chắn. Một bạn Poppy khu vực đường dưới quá khéo. Chichu hy sinh á, tức là họ hy sinh đường dưới rồi đó. Họ sẽ không muốn thắng khu vực đường dưới. Ngược lại, combo để có thể giao tranh quá kinh. Vi vọng lên một cái rồi thêm cái lệnh sóng âm được bồi vào nữa. Quá hoàn hảo. Và cái sự chọn Poppy mà đánh đúng là T1 thua hai đường cánh rồi chứ. Poppy đường trên được. Nhưng sau khi bên phía của T1 lộ ra là Poppy bot nè. Thì Poppy ngay lập tức được đảo xuống đường dưới. Đúp. Để đúp. Đúng rồi, không cho bên phía của Win top, Win bot đạp thẳng vào xạ thủ của mình. Mid thì là Orion Son yếu bây giờ là ban đầu, tức là có khả năng T1 bị thua cả ba đường á. Xuất hiện như lần này sẽ đẹp hơn khi có Orianna có Vi, những công cụ hất tung đẹp hơn rất nhiều. Đánh ông chỉ là áp lực ban đầu sớm lắm á. Kỳ này có thể khẳng định một điều là bên phía Chichu Sport họ banh bớt thành công. Ui, và còn xinh nữa chứ. Một đội hình cực kỳ xinh đến từ các thành viên của Chichu Sport. Bây giờ cái cần của họ là làm sao để có thể giành được thắng lợi thôi. Tại vì thế này họ đảm bảo về giai đoạn đi đường. Đúng. Họ đảm bảo về những tình huống giao tranh dựa trên bộ combo này. Và cap y chang như phải Dota là anh ta không cần phải nhảy lên, anh ta bắn cái gì hết trơn trời. Đúng. Cứ đứng là sao gắn qua cầu đồng đội nhảy vào chơi. Tại vì Jay đang có một cái phong độ rất tốt. Anh ta nhảy vào, anh ta chơi một cách thoải mái, sau đó anh ta vẫn rút ra được. Có đảm bảo về khả năng dũng mạnh đến từ anh chàng này, nhưng vẫn giữ được mạng cho chính bản thân của anh ta. Vẫn đang là những lượt cấm và chọn rất hay và rất linh hoạt đến từ bên phía của G2. Nó khiến cho T1 đang gặp một chút vấn đề. Anh em nhấn lại cái livestream nhất luôn đó nha. Nãy giờ chưa được 6.000 nữa, mọi người lười biến quá. 5.400 không lên được 6.000, 5.400 lên 5.800. Ai nào anh em, 6.000 nào anh em. Liên tục dồn những đòn đánh thường vào và rút lui với những cái lớp khiên được tạo ra đến từ nội tại. Rất an toàn và rất hiệu quả với những tình huống cấu rỉa. Nhưng lần này khi có Poppy, những cái tình huống đó có thể gặp khó khăn. Và Keda sẽ phải cân nhắc với những cú đá móc của mình. Còn hai xạ thủ, tôi nghĩ rằng cảm ơn mọi dấu tên nha. Sẽ có khả năng cao là lên sát lực, đúng rồi. 20 kiếm trên người của Maoshi và Hansama. Rõ ràng, tại vì bây giờ đâu có vấn đề Yasuma đâu. Anh ta nhìn vào anh thấy đồng đội anh ta đầy đủ hết đam. Có đam duy trì của Yasuo này, có thêm cả Jay đấm vào, rồi có thêm cả Cap nữa. Quan trọng hết là khả năng combo của Chichu Sport rất tốt. Họ đang cản trở được nguồn sức mạnh của T1. Và với cái clip mà chúng ta xem rất nhiều của Chichu Sport, họ đang đặt rất là nhiều về quyết tâm ở MSI này. Nhìn vào cấm và chọn thấy rõ ràng luôn. Họ cấm và chọn rất là tuyệt vời. Còn trong web T1 Sport, như đã nói ngay từ thời điểm để coi T1 giải quyết cái bài toán ba đường khó này như nào. Về mặt chất tướng, ba đường của T1 đều khó hết nhất, thì chúng ta mới có thể nghĩ về một câu chuyện là T1 có được một ván thi đấu nó ổn. Rõ ràng G2 Sport không bao giờ chuyển dễ sời cả. Chúng ta nói về điều này quá nhiều lần. Để coi T1 giải quyết cái bài toán ba đường áp lực này như nào. Cấm và chọn rất hay như thế này ra nữa, thì nó càng T1 sẽ có một chút lợi thế ở chất tướng rừng của Honor so với con Vi của thằng Jay. Faker đang muốn kiểm soát tình hình đây, ta cắm được một con mắt và Cap chưa kịp cắm, chính xác chưa kịp nháy vào con mắt đó để biết được rằng nó thực sự là vị trí nào. Vẫn sẽ là một cái lợi thế nhỏ nhỏ về lượng tầm nhìn đến từ bên phía của T1. Không ai giúp dừng cả, rất dễ hiểu mà thôi. Ai là đội có được lợi thế? Đang căng thẳng một đều, anh em cổ vũ đội nào lên cho Lu cái cờ nào. Còn đường giữa thì sao đây? Faker đang cố gắng là bán sớm lượng năng lượng của mình. Đội đỏ hay đội trắng, anh em lên cờ nào. Thành viên trong cấp thứ hai, nhưng mà nhiệm vụ của Cap bây giờ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh ta sẽ hiểu được cái khoảng cách đến từ những cú khà của Faker, rồi sau đó là ta điều quả cầu của mình để nhằm mục đích là lấy được những con lính khá tốt. Còn đó là khu vực dưới Mikis đây bật nấp lưu lên và ngay lập tức Gumayusi đang bị kẹt vào lượng máu vô cùng với đội, nhưng Hasama đã bị đá vô cùng đau và Keria anh ta đang là người nhiều máu nhất so với ba thành viên còn lại khu vực đường trên. Zerski này thì khác hoàn toàn, cầm bài và phi thẳng vào người Broken Black nếu như ta đứng quá gần. Rõ ràng là những cái sự nhận thức rõ hơn về cái kèo này đã đến rồi. Rút anh ta không còn bị ngợp nữa. Nhưng không đánh. Anh vẫn ngợp nhưng mà đỡ hơn. Anh em từ từ. Đỡ ngợp. Này Lu nói thiệt là Lu cũng không chơi con rồng này nhiều lắm. Con rồng nó có yếu hơn con Ori ở giai đoạn đầu này không? Cấp độ 2 và Mikis anh ta có W. Sao mình thấy đánh thằng Chovy với bây giờ Faker đang đánh đều có cảm giác là con rồng cấp 1, cấp 2 nó đều khá mạnh á. Rất hay. Anh em mà đánh nhiều kèo mít về con rồng này, anh em rành con rồng sao mình vậy là nó mạnh cấp độ đầu hả? Chưa thể tấn công được khi mà nó mạnh cấp đầu đúng không? Có được những cái lời đáp trả rất đanh thép với những tình huống xả mưa tên đến từ Hansama. Đã mất bình máu đến từ hai người trên xạ thủ rồi. Đường dưới chính xác là hỗ trợ Mikix cũng đã mất cả hai bình, trong khi đó Keda vẫn đang còn lượng máu ổn. Nó sẽ có những cái thời điểm mạnh khác nhau, tức là còn một số con có thể làm cấp 1, cấp 2 nó mạnh, nhưng mà tới bắt đầu tới cấp 3, cấp 4 nó sẽ thua con đi cùng đường với nó. Thì mình đã không biết là cái kèo Ori với lại Son này thì là thời điểm mạnh nó như nào. Họ cũng sẽ không cần. Tôi cảm giác là họ sẽ cố gắng đánh thủ để cho Zed có được một lượng chịu xử lý và farm thoải mái mà thôi, chứ ngoài ra thì nhiệm vụ đến từ có những con nó sẽ mạnh hơn cấp 1 nhưng mà tới cấp 2 cái nó thua được. Tại vì vấn đề bên kia là bộ kỹ năng nó khác. Bạn đã chưa lên cấp 2 ta? Tôi đang muốn coi con Broken Black có bao nhiêu kinh nghiệm đã lên cấp độ 2 rồi. Một con lính đã lên cấp độ 2 đến cấp độ 4 cho nên Zed W đã được bật lên. Honor đang đứng đợi. Đợi hết W là hai người cùng chơi khu vực dưới BKS. Anh ta đang cản tình huống di chuyển về của Majesty. Của Majesty quay trở lại tới con đầu của Majesty. Dành cho Majesty và đáp trả của lại Hansama. Ôi sao lại nhường? Nhưng vẫn có được một cú đáp trả phía bên này. Broken Black vẫn lướt và Zed phải đã nhường đúng không? Trụ fail.
và Zod đã mất hết bộ chiêu thức của mình và hết bộ trợ đứng rồi. Đứng đợi. Quá khéo. Quá đỉnh cao đến từ Broken Black ở trong tình huống xử lý và lách né vừa rồi. Và thậm chí là bên phía của T1, chúng ta cần phải xem lại tình huống này. Khi mà băng trụ kiểu gì để cho không nhường nữa còn túc biến. Và Zod thì mất hết tất cả phép bổ trợ của mình. Và anh ta xíu trước phải nằm xuống. Còn tôi trượt à? Hay là... Không, cái này phải khen Broken Black. Anh ta có một quả lướt, anh ta lướt outplay cái cắm kiếm của cắm cơ của Honor. Tức là khi mà vừa cắm cơ là vừa cái hướng mà anh ta lướt luôn. Rất hay của Broken Black. Một phong độ đỉnh cao đến từ chỉ công đầu đường dưới. Đang cản là một pha băng trụ của T1. T1 vẫn lời một cái tốc biến đường dưới nha. Những lợi thế. Quá hay rồi. Một tình huống mà bên phía của Broken Blade làm quá tốt cái màn trình diễn của mình. Và Mikix ở đây. Nãy giờ thì đường dưới. Bây giờ thì bên phía Hansama đã có được một chút lợi thế về cái thằng nó đẩy đường rồi. Nhưng cái lượng chỉ số đánh vẫn đang khá thua tiền. Khi mà lúc nãy những người mà có được thắng lợi tốt hơn đó là đường dưới của T1 khi họ có Buma đứng cào ác. Chủ động tấn công đến từ Mikix. Sau đó thì cú hất mạnh thiếu một được. Thiếu một một bước một chân pha đó làm choáng được là double kill cho bên phía của Ichu rồi. Không còn đủ những đòn đánh mưa kiếm cho nên đó thiếu một bước chân không làm choáng được. Thằng Guma nó cầm hồi máu chứ nó không có cầm thanh tẩy pha đó, choáng là chết queo hai thằng à. Tôi cảm giác cái thế nó sẽ khác một tí xíu và có thể sẽ là hai mạng gục nhờ cái vị trí. Ô phát cơ lướt lên khà luôn. Nhưng mà hình như anh ta đang đánh ra và đang phát biến né đến từ Cap để xem đâu Cap là người giành chiến thắng. Ờ vẫn là Cap. Đó là cái khó của con Orion Soul này, khi bạn xả sát thương thì chỉ có thể đứng một chỗ và đè chuột thôi. Chính xác là đè nút Q và sau đó quay chuột. Và khi đối phương tốc biến ra đằng sau, còn đường dưới thì sao đây? Mickey S, anh ta đang bật không thể là chuyển gây ra, đang đứng đợi và tốc biến lên đá được kỹ năng Q. Mickey S sẽ phải nằm ở trái này của Masi, cần một tí xíu nữa, không đủ. Và đó là màn hạ gục khu vực đường giữa, cắp lại một lần nữa, quét tan được những gì mà nghi ngờ dành cho anh ta. Rõ ràng là một màn bot gắn trên của G2 bot gắn thứ ba này. Bây giờ có sự hiện của Jack nữa. Honor xuống cứu lẹ nè. Anh ta outplay được cái W của Majusi. Honor xuống cứu lẹ nè. Anh ta và Caria có tình huống này được chọn. Hansama đang di chuyển tới sẵn sàng cho một tình huống tấn công băng trụ đến từ T1 có sự góp mặt của Honor. Nắm đấm của Jack đang muốn tiếp cận vào khu vực mà Hansama đứng mà thôi. Nhưng Faker đang tới với màn trời và hình như nó vẫn chưa được thiết lập. Bobby đang tới kìa, đánh nhanh nha, không được pha này nát. Bắn giác đó. Gia đang đứng đợi chiêu cuối và người Hansama sẽ phải nằm tóc lên nắm được về đất này. Faker đang bị trụ bắn nên là vẫn cắt được. Biggs đang chạy, đang tới với cái lợi thế mà chạy của mình. Anh ta chờ đợi cái cơ hội cho Cap. Né ra, đừng ôm nhau, né ra. À, hụt xe hụt rồi. Cap à. Và Uzi đã bị giữ chân lại. Ôi, chết người Uzi. Ôi, cái đó mà nó xoáy trúng thôi rồi, lượm ơi luôn. Khi mà cả hai bên đều gọi tới 4 người xuống. Đấm. Không, hơi mạo hiểm. Rõ ràng là Giang không còn túc biến nữa, cho nên cái tình huống đó cũng nên chỉ dừng lại ở một nỗ lực 1 đối 1 mà thôi. Và đây, chúng ta sẽ được xem lại một tình huống solo kill. Khi mà Faker là người chủ động để có thể trở ngược lại với một tình huống. Túc biến ở sau lưng quay không kịp. Những Caps túc biến ra đằng sau. Quay không có kịp. Quay 180 độ. Mất rất nhiều nhịp chóng mặt gãy. Sau đó thì liên tiếp như đòn đánh thường đến Turiana và solo kill dành cho Faker. Không xây kịp cái đó được. Faker đang cố gắng đè chuột thì người khác cũng đè và cắp đè đường Faker ở trong ván thi đấu. Không chỉ mỗi ván này mà ván trước đó. Anh ta đang khiến cho Faker già khớp nó bị cứng anh em. Chiến thắng cả 2-0 về mặt KD 61 và lượng. Khớp nó hơi cứng siêu. Một ván đấu đỉnh cao đến từ cắp. Nhà nghĩ Faker ăn nhiều sụng rồi uống thêm Lucosamin này nọ các thứ. Có thể nói là như vậy. Cái khoảng cách là tương đối xa và xoay vậy nhiều khi gãy cổ đó. Bay vào chém liên tục luôn và Zed có thể bị dính một cú solo kill nếu như ta không cẩn thận. Ừ, nãy giờ đánh nhau đường dưới nhiều mà quên nhìn đường trên. Zed đi cái kèo này khéo. Bởi vì lần thứ nhất thì có thể là anh ta ít gặp thì nó sẽ hơi có một số những cái trục trặc. Nhưng lần thứ hai rồi thì nó sẽ là một cái sự khác hơn khi mà anh ta đã làm được ổn hơn và thêm sự hỗ trợ của Owner nữa. Mặc dù là băng trụ không được định mệnh à, nhưng tôi nghĩ là ra đường tầm nhìn ra đường farm mà thôi. Ra đường farm. Lên lại top để farm thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Zed chắc là bot gánh, bot gánh anh em. Ngại cái tình huống ví dụ như thế này, Zed đang sợ rằng là Jay sẽ đứng ngay cái bụi cỏ để bot khỏe, bot khỏe. Nên ta xài rờ để ta xác định xem sao Jay đứng đầu nên ta bước lên luôn. Đây là một bot từ anh đang khỏe hơn. Đến từ người chơi đường trên phía của T1. Còn trong cái đó thì một đường dưới đánh nhau nhiều sum trời. Các bạn giấu tên nha. Nhưng cuối cùng thì bên phía của T1 vẫn đang có được những lớp kia. Đó là cái điều mà bên phía T1 bắt buộc phải hướng tới mà thôi. Họ lựa chọn một đường dưới mạnh để tấn công thì bắt buộc phải hướng tới những khiên trụ và có thêm sự hỗ trợ của cả Owner và Faker nữa. Thì đó không phải là một cái mục tiêu gì đó quá khó khăn. Còn bên phía bên kia thì G2 vẫn đang chơi theo thế là thủ hòa với cái con Poppy này. Chưa chạm được vào những lớp khiên trụ của T1 ở đường dưới. Nhưng cái nửa cánh trên thì sao? Vẫn còn nguyên 5 lớp khiên trụ. Và ở cái ván đấu này
thì T1 đi đường ổn hơn rất nhiều rồi. Em tông biến sát. Cái này là muốn em biến sát. Huy không trúng. Nó đấm bật lên và mọi thứ đang dồn vào người. À, xoay hụt kia. Phải lướt là bỏ chạy on combo và hất tung được cáp phía bên này. Mấy kia đang cản lại ta hút được Faker và từ từ dứt điểm được Faker. 4-3 giờ Chichu Squad khu vực đường trên thì vẫn đang đánh nhau hình như 80 hiệp. Con Vi này rất là mạnh nha anh em, con Vi này không có né đâu, nó ra là chỉ có nó nắm đầu nó vọng lại thôi. Và lúc anh ta né được khá nhiều nhưng cú đâm kia có nguyên con mắt luôn rồi, có nguyên con mắt luôn rồi, có nguyên con mắt luôn rồi. Rồi. Không quét mắt sao đứng rình mà không quét mắt. Bị dính với âm của cái sợi xích Kaya đã bị kẹt lại, anh ta cần phải có một cú đu nhưng đu làm sao được. Hanzama double kill. Một tình huống mà Mikik giả vờ là một con nai. Ngơ ngác đi vào bụi. Đứng rình mà không quét mắt. Ta là một con quái vật. Sẵn sàng húc thẳng vào người của các thành viên T1 và sợi xích tội lỗi có vẫn còn chiều cuối trên người của Giant thì không có cách nào để cho T1 thoát về trong một tình huống vừa rồi. Tấn công rất hay đến từ G2 trên toàn bộ mặt trận, họ có lợi thế đường giữa, họ có thêm lợi thế đường dưới nữa. Ta xem một con này đứng rất đáng tiếc là anh ta đã mày quét có không ta. Một tình huống xử lý cực kỳ tuyệt vời của BSD có thể khiến cho cặp đôi boss của bên phía của Mayoshi không có cách nào để thở được cả. Và sau tình huống này xong thì Hazama đã giải quyết được vấn đề thua đường rồi. Double kill rất chất lượng cho chơi xạ thủ bên phía của Chichu Sport. Và họ còn có đủ thời gian để khai thác thêm một con rồng nữa. Quá nhìn nhiều thấy đái đái rồi nè. Phía của G2 trong ván thiếu thứ ba này. Một ván đấu mà T1 đã có những cái sự nỗ lực trong cái khâu đi đường của mình. Nhưng chừng đó là chưa đủ khi G2 họ tận dụng được những khoảng trống. Khi mà Mikix biết được rằng đường dưới của mình sẽ luôn ở thế bị đẩy đường. Thì anh ta chủ động bỏ Hazama hướng được cái lượng chỉ số kinh nghiệm đơn lẻ anh ta lên được cấp độ 6 trong cái nhịp đó và để cho Mikik có khoảng thời gian hỗ trợ đường giữa của mình lấy được mạng Faker và sau đó khi đi ngược trở lại thì tấn công vào bộ đường dưới của T1 khiến họ phải ôm hận với hai mạng hạ gục này. Guma đã là KDA 132 rồi và Keda cũng đã nằm xuống một lần có mấy phía bên kia. Hansama rất hài lòng khi ta có được double kill trong tiếng đó. Cái điều mà từ nãy giờ T1 vẫn đang vịnh vào được đó là lượng tiền nó chưa đủ cách biệt để khiến cho với cái Chichu có thể nghĩ tới một ván thi đấu mà họ sẽ là đội có được một sự triệt tiêu về mặt sức mạnh. Họ vẫn đang có lượng thằng này mình thấy đứng lên hết liệt rồi mà ta tự tin rằng với lượng không chênh lệch về tiền còn ít lắm anh em, mới còn 200 thôi. Tình huống ở đó họ xử lý và gỡ được những cái mức độ kinh tế còn lại nhưng về mặt thế trận không mở tú nha, chênh lệch về tiền chỉ có 300 thôi anh em, 200 thôi, nằm xuống 2 lần 3 lần. Đây không phải là điều mà chúng ta thường thấy thường xuyên của Gumayushi trong khoảng thời gian gần đây và họ thành công với câu chuyện đó. Các cần bây giờ là làm sao để có thể khiến cho con thích tập phê ở khu vực đường trên gặp nhiều vấn đề mà thôi. Tại vì Broken Black tốn một khoảng thời gian rất lớn để anh ta có được lượng chỉ số farm nó gọi là ngang với lại rớt ở trong giai đoạn hiện tại. Mà nếu như hạ gục được tích phê một lần nữa thì chắc chắn Broken Black sẽ làm tốt hơn nữa. Cái hay của T1 đó à, xin lỗi bạn, là cái hay của G2 Esports đó là họ ngay lập tức khắc phục được những sai lầm của mình. Ở trong ván đấu tiếp thì họ đi đường ổn, sau đó macro nó hơi bị lỏng lẻo. Thì ván đấu thứ hai, ê, rồng 1 là rồng gió, rồng 2 là rồng hóa kỹ, tức là con rồng của game này chắc chắn là một con rồng rất là ngon. Cái cớ để cho Thiên vịn vào và đánh nhau với những tình huống sau. Không phải dấu tên nha. Họ khai thác triệt để vào khu vực đường. Một là gió, hai là hóa kỹ, rồng xịn. Bị phế nữa. Còn đường trên. Ván này rồng xịn. Lúc đó ta gặp khó khăn, nhưng bây giờ chỉ xuống đã ngang nhau rồi, không còn sự chênh lệch về mặt trang bị hay là một cái lượng kinh nghiệm nào đến từ hai người trên đường trên cả. Rất hay đến từ bên phía của G2 và bây giờ họ đang có những con sâu nữa. T1 không có được bất cứ một lợi thế nào quá rõ rệt cả. Ít nhất farm ngang thì con Titanfall này vẫn sẽ kinh tế hơn. Nhưng chắc chắn với một Yasuo thì giao tranh với một cái gì đó sẽ giúp cho anh ta có thể cạn lại được cái nguồn sức mạnh. Điểm mạnh tới cả hai đều đang được khẳng định. Nhưng quan trọng hết là nếu như một mình bạn không làm nên mùa xuân, bạn cần phải dựa vào thêm những người đồng đội của mình nữa. Broglack nhìn xuống khu vực nửa cánh dưới. Hansama nó có mắt rồi. Nhận ra được một vấn đề trong giai đoạn tại cap vẫn đang giữ được một mạch farm rất tốt. Chỉ có điều, Gumayoshi vẫn là Gumayoshi. Cho dù anh ta nằm xuống 3 lần, nhưng bởi vì cái tay anh ta to hơn rất nhiều so với Hansama bên kia chi tiến, cho nên 4 lớp khi là một màn phản ánh đủ. Và nó cũng là một trong những cái minh chứng giúp cho T1, mặc dù họ đã phải tốn tới 6 mạng gục rơi vào tay của Chichu Sport, nhưng lượng tiền nó không hề có sự chênh lệch. Rõ ràng là bên phía T1 họ cũng đã để rơi những cái lợi thế đi đường của mình. Nhưng bên phía của G2 cũng chưa thể nào chuyển hóa nó một cách nó có thể là quá rõ rệt cả. Họ lấy được những con rồng, họ lấy được những con sâu, nhưng cũng chỉ cân bằng được so với đối phương mà thôi. Khi chỉ là 3 sâu và một con rồng đầu tiên, sẽ cần phải để mạnh hơn những cái lợi thế này với những cái sự trên cái mặt trang bị trên người của Cap so với Faker. Anh ta đang cầm hơn Faker bên phía bên kia là một cái gậy quá khổ, rất nhiều sát thương trên người của con Orianna này rồi. Và cũng đang đội hình T1 không mạnh về một pha giao tranh 5 năm nha. Nếu như mà thằng BB, thằng Rocklet nó đi bộ xuống thì đội hình giao tranh 5 năm của Vizu sẽ mạnh hơn ở con rồng này. Con rồng này T1 có thể cân nhắc. Mình nếu như mình là T1 thì mình sẽ không đánh con rồng này. Còn ngược lại thì sức mạnh của Spock ơi bắt Rocklet được không ta? Hơi khó. Khạc và đang làm chậm thêm cả. Mình là T1 thì mình sẽ bỏ con rồng này để mình đánh con sứ giả. Sẽ phải lùi một lượng. Tại vì đánh rồng khó thắng lắm. Nhưng nó vẫn chưa đủ. Tại vì Rocklet có cái huyết trường.
cho nên là vẫn có thể hút máu ngược lại và tiếp tục trụ được. Còn ngược lại ở nửa cánh dưới, Keria lại bắt lại. Miguel còn W làm cái vốn để khiến cho Keria không thể nào đu được. Nắm đấm đang chờ sẵn Honor đang tới để có thể hỗ trợ combo bộ. Combo và hất tung được lên. Đó là giọng đại để chứng minh người dài. Phía bên này đu mất một kỹ năng với kẻ sử dụng W rất hay, nhưng Faker đang tới với màn trời giáng thế của mình đang chờ đợi để cơ hội để có thể tiếp cận. Cap sử dụng chiêu cuối cùng kẹt lại bởi kỹ năng R rất là dài. Màn trời giáng thế làm chậm Asai. Hanzama còn hai spell á. Faker đã bị tấn công liên tục bởi ba thành viên của đội quân. Ta phải nằm. Hanzama quá là Hanzama đánh ác. Trước khi ta nhắm mắt Suta và Chi Chui Sport tiếp tục thắng được bao đơn. Đó là cái quả cầu quá chi đến từ Cap. Khi ta đang cùng với Hanzama nó play ác quá, nó tốc biến nhiều bụi. Nhưng ta vẫn kia bị hớ luôn. Nửa cánh dưới để búp một quả cầu cho xạ thủ của mình và sau đó dùng cái lệnh phát sóng để hạ gục được Keria. Bình tĩnh đi. Nhưng trước đó thì cũng là những cái nỗ lực cò quay rất hay từ Hanzama nữa. Một tình huống tấn công quá tuyệt vời đến từ Chi Chui để có thể đẩy mạnh được lượng thế này. Chúng ta xem lại cái nhịp mà đầu tiên. Đó là Keria bị tấn công, anh ta không có góc để sử dụng đá dây móc. Con rồng lúc này rất yếu, con rồng lúc này rất yếu. Đấm nhau tầm này đánh con rồng nó yếu lắm. Và sau đó tấn công vào Mikis không thành công. Faker tới sẽ xịt tội lỗi chuẩn. Và cú xoáy đẹp nữa đến từ Caps bị dồn rất nhiều sát thương vào, đó là Gumayusi. Anh ta phải nằm xuống và chúng ta cùng xem nỗ lực có quay là rất hay đến từ Hanzama. Tốc biến để giả vờ đánh lừa được Keria nhưng anh ta bị phát hiện bởi con mắt này. Cái quả cầu quá chí mạng đến từ Caps, quá hay đến từ Zichu. Và chính tình huống xử lý đó, và tôi cũng có thể khẳng định rằng là Cap ngày hôm nay đánh tốt hơn rất nhiều so với những gì mà các thành viên siêu quanh đang có thể làm được. Cap đã có một ngày thi đấu 4-0-2 là KDA, một món quà dành cho Cap ở trong ván thi đấu này, một phong độ tốt đỉnh của người chơi được. BB nó tỉnh quá, chạy đang thẳng luôn. Siêu quanh đang gặp rất nhiều vấn đề, họ sẽ giải quyết nó bằng bắt buộc phải đẩy cánh trên này đánh rồng không lại. Nhưng bỏ rồng thôi, phải bắt buộc phải bỏ rồng lãnh sứ giả. Cần lưu ý họ phải tập trung cao độ hơn rất nhiều. Bởi vì đây vẫn đang là ván thi đấu, tiền nó vẫn đang chưa có quá nhiều về sự chênh lệch, họ sẽ cần phải nhiều hơn nữa để có thể khiến cho các thành viên của Siêu Anh gặp một số vấn đề. Nhưng mà khi mà tôi nhìn lại giao tranh, Chi Chu không có thua, chỉ có điều là thời gian nó sẽ ủng hộ cho Golden Soul mà thôi. Và rõ ràng là bên phía Chi Chu cũng nắm bắt được điều đó, họ đang muốn đẩy nhanh tốc độ ván đấu này với việc là người lấy đi được những con rồng. Họ đã có hai rồng rồi, trong khi Siêu Anh chưa có bất cứ một con rồng nào cả, và cái trụ này cũng đã được Cap khai thác đi, nó sẽ khiến ra cái thế trận tiếp theo nếu như Broker Gori khỏe quá anh em được để lẻ sẽ dễ dàng hơn, khiến cho nó chuẩn bị cầm cái nón rồi về việc chia người phòng ngự. Còn bây giờ Faker lại là người được cử xuống đường dưới này. Yak đang ăn bùa đỏ, nó chuẩn bị cầm nón đó. Trời rất trượt, Gumané, Hanzama có thể bắt lại, có tất cả không tốc biến đánh kỳ vậy. Hanzama nằm xuống quá tự tin. Làm gì ta? Gumané nó tỉnh quá, nó lách, nó không cần dùng tốc biến mà. Anh ta cũng không có tốc biến nữa. Tóc biến ma thuật bị cản lại, rớt cầm bài vàng quan thẩm người Biggs và Honor đang cầm lùa. Cap đang di chuyển tới để tiếp cận giọng đại đi chấn chưa cuối được vào Biggs. Anh ta hất tung được một thành viên lên. Honor vẫn đang đứng để hỗ trợ. Gia đang tới với nắm đấm bùng nổ cho mình không đấm, bây giờ anh ta nhận ra máu và năng lượng Cap đang không đủ cung cấp cho hai nhân. Hanzama láo quá láo, nó có rờ trúng thằng Guma thì dưới cũng như vậy là bên phía của pha nó là nó cũng chết thôi mà. Trường hợp tốt nhất dành cho nó là đổi 1-1 với Guma. Cho nên sứ giả sẽ chỉ phục vụ mục đích duy nhất, đó là lấy vào cái công thức. Không mà dấu tên nha. Thì dù tri ân tôn vinh Faker bằng cách không chọn skin. Mở ra thế đi kiểm soát Baron. À cũng hợp lý. Người duy nhất tỏ bản đồ chắc chắn phải là Cap rồi. Màn trình diễn thượng hạng đến cái chàng này, cây đây là 4-0-2 đã hoàn thành xong mũ phù thủy rồi. Bây giờ lệnh số 5 là bên kia ngó và nằm thôi, tại vì như thế này ai chống chịu đâu nổi. Đúng. Thật ra kể cả bạn là chống chịu chăng nữa, nhưng bạn nhìn cái mũ phù thủy ở trong khoảng thời gian đầu ở phút thứ 18, cái mũ phù thủy nó mắc kinh khủng khiếp, nhưng người ta đã hoàn thành xong, chứng tỏ nó me nó đấm ý, nó lướt lướt nó đấm đó. Lướt lấy lính lấy vốn, Faker sẽ bị sụp khi đang bị thoát đi và thành công. Nhưng Chi Chu vẫn đang có được một lợi thế quá lớn, họ đang có được cánh dưới ổn mấy lần G2 nhá, để có thể tạo ra một áp lực đẩy lẻ. Thấy người ta đang lỏng tay đè đang hiếp, bây giờ phải đi cùng nhau rồi. Cái việc không có quá nhiều cái lợi thế mặt trang bị nó khiến cho rớt chưa thể nào mà đi một mình so với bất cứ bên kia cả. Anh ta phải hỗ trợ cho Gumayusi cũng như những thành viên còn lại để bắt lẻ được những người của bên phía G2 Esports. Và rõ ràng là G2 cũng cần phải cẩn thận, hạn chế tối đa những pha sai lầm như lúc nãy của Hanzama để không đánh rơi lợi thế vào tay các thành viên của T1. Miket đi vào luôn, anh ta biết là phong độ và khả năng tấn công. Dài nhắm đánh thẳng, không hề lo sợ, tóc tiến lên để có thể. Ơi, góc xấu rồi, góc xấu rồi. Bị kẹt lại nhưng hình như người bị kẹt lại là dài đấm hơi sâu. Góc xấu rồi. Anh ta sẽ cần phải bỏ chạy giọng đại để chấn combo đầy đủ cáp. Xoáy hùng. Trời ơi. Ủa thằng Guma nó còn 2 spell mà. Phía của G2 họ tấn công vào G2. Một cái nhịp tấn công chớp nhoáng, nhịp cú đẩy vai của Mikis. Mấy thằng hề này đánh được xạ thủ của T1. Và sau đó anh ta vẫn có thể lui về được và người nằm lại mới là. Ủa con Kalista nó còn 2 spell mà. Tốc biến nữa.
một nỗ lực đẩy nhanh tốc độ ván đấu không thành công đến từ G2, và họ sẽ phải trả giá bằng mạng của người chơi đi rừng của mình, sẽ khiến cho cái áp lực để lăn qua cầu tuyết này bị chậm hơn một chút xíu, và cái khoảng cách trên lề bề tiền bây giờ không còn nữa rồi. Chúng ta xem là tình huống này đơn giản là họ muốn bắt và dứt điểm của Mayoshi, nhưng hình như họ hơi tham vọng quá. Mickey không đẩy vai vào tường. Đẩy vai cái góc bị xấu luôn. Biến về góc. Nhưng mà nó còn hai spell đấm cung hụt. Khiến cho Jack gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó cú xoáy của các bạn đấm qua tường vô cái đu dây của Keria. Lock in. Nếu như mà bạn chuẩn bị chúng ta đánh. Jack đang lock in. Baron chẳng hạn thì ok, nhưng mà thiên bạn nhảy vào pha đó thì nó hơi ẩu đến từ bên phía lúc họ sẽ câu chuyện đó. Còn ngược lại T1, sau khi họ có được mẹ hạ gục vừa rồi thì từ cái lượng tiền mà bị thu tí xíu bây giờ nó đang nghe nhau luôn. Đúng, điều này sẽ khiến cho Chiến Sport sẽ cần phải lo lắng, bởi vì từ nãy giờ con rồng trong tay Faker chưa nằm xuống thêm lần nào nữa cả. Faker vẫn đang có một cái ngưỡng farm nó vừa đủ ổn, nhưng chắc chắn so với cấp là không bằng. Anh ta vẫn đang rất nỗ lực. Lợi thế duy nhất của Chu Sofa đó là đổi được cái tốc biến của Gumayusi nhỏ của nó mà thôi. Còn Caps cũng đã đang chính xác, anh ta chưa có, anh ta chưa được về thì phải. Ai? Chưa thấy Caps, anh ta chưa hướng tới những món trang bị. Chắc là đầu tư để đánh pha sau anh em. Cái giày thủy ngân mà thôi. Ví dụ đầu tư đánh pha sau. Anh ta bây giờ vẫn đang là ổn ở phút thứ 20 này với hai cái món trang bị đó. Nhưng bên phía của G2 cần phải biết được rằng sức mạnh của đội hình họ đến từ việc đi chung, chứ không phải những tiếng lao vào. Mấy kế bắt của Majusi thì phải định mệnh được bật và nhắm vai đây. Mickey S như đang đứng hơi lẹ. Cáp còn tốc biến. Nhắm vào người cáp cao bị tấn công chưa cuối được bật. Mickey S lấy được đối thủ ra. Cáp màn trời đẹp. Chính đại đi chấm quá nhiều combo vào. Mà rớt đi rồi. Phải nằm xuống. Mickey S đang nhảy vào nó hỗ trợ thêm. Và ngay BB tới kìa. Ngược lại cũng đã có. Dài sử dụng chưa cuối. Hắn đang bị đất khay và Yasuo đang bay vào tấn công dài đấm chết là một thành viên nữa. Shichu Sport họ đang tràn trề sức lực để di chuyển khu vực hai Baron. Như vậy là một pha tranh vừa đẹp luôn, thằng Broken Blade nó nhấn R. T1 cũng đã để lại ba thành viên nửa cánh trên của mình. Umayoshi và Keria đang có những cú nháy ping để lấy đi trụ một đường giữa của G2, chứ không có cơ sở nào để họ tranh chấp Baron cả. Quá hay với một tình huống mà Caps tưởng chừng là cái cú xoáy anh ta bị hụt, tưởng chừng anh ta phải nằm xuống. Dẫn sâu quá. Đầu tư rất nhiều tài nguyên vô pha đó, nhưng mà tại vì đam nhưng không. Đam nó không nhiều, thời gian tụi nó mất để giết thằng Caps rất là dài. Mickey cũng có QR rất là đẹp nữa. Cap, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sát thương của họ không đủ. Và đây là tình huống sử dụng chiêu cuối cực kỳ tuyệt vời. Hoàng thấy Faker đứng ngoài khe, không có không khe trúng ai cả. Faker nhấn cái R xong, cái khe đầu tiên của Faker không trúng ai. Nhưng chuyện đó đã không diễn ra. Pha đó cũng là pha đánh rướng đó nữa. Tiêu Anh nó y chang mấy anh Gizu này. Có sự an toàn nhất định trước khi mà ta nằm xuống. Cuối cùng thằng Cap nó không mất tốc biến luôn mà. Cường thảm kịch mang tên sát thương của G2 Sport được tạo ra. Quá nhiều sát thương. Đó là những gì chúng ta có thể nói về đội hình của G2 Sport trong tình huống vừa rồi. Mặc dù Cap nằm xuống xoáy không trúng, anh ta gần như không đóng góp gì trong cái thứ vừa thành vừa rồi, ngoại trừ việc là câu đi những kỹ năng của T1 ra. Nhưng những cái thành viên còn lại của G2 là cực kỳ nhiều sát thương. Bây giờ họ sẽ hướng được tới con rồng thứ 3 của bán đấu này sau khi đã ăn được Baron, sau khi đã khiến cho T1 gặp khó khăn ở đường giữa. Và bên phía của T1 chưa có bất cứ con rồng nào cả. Ba rồng dành cho G2 rồi. 200 buổi sao thôi, khó rồi đó. Hansama đất đẹp. Hy vọng là nếu như mà nó được giữ nguyên ở trong xuyên suốt bán từ đầu tới cuối thì khá là mẹ nhãn. Hơi khó. Vì rõ ràng là anh ta vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển của mình mà thôi. Đội tuyển tôi yêu, đội tuyển tôi đang thi đấu nữa. Bắt được không? Không bắt được đâu nha, không bắt được đâu nha Hansama. Còn tốc biến. Sứ giả được thả ra không có quá nhiều ý nghĩa khi nó cũng chưa lấy đi được cái trụ thứ hai ở khu vực giữa này đến từ bên phía của G2 Esports. Baron vẫn còn đó. Broken Blade đang phòng ngự ở nửa cánh trên, còn Cap đang ở nửa cánh dưới. Lượng tầm nhìn thì sao? T1 có rất nhiều ở nửa cánh trên, nhưng ở dưới thì có không có bất cứ con mắt nào cả. Và sẽ rất nguy hiểm nếu như bên phía của T1 muốn làm một đường gió đột biến. Bây giờ thật ra muốn đột biến, tôi cảm giác Chiju sẽ muốn đột biến hơn. Tại vì công cụ để họ mở đột biến nhiều quá, họ có thẳng một cái. Con Yasuo này nó hay một chỗ nữa anh em, là nếu mà phải một bộ với con TF ở cánh thì nó không sợ. Nó chỉ thua là nếu như cần đánh nhau thì nó phải dịch chuyển, con TF nó có cái định mệnh thôi. Nhưng mà trong trường hợp mà con Yasuo nó có dịch chuyển thì cái cánh, tức là cái cách dùng con TF để đẩy lẻ thông thường á, sẽ gần như không phát huy tác dụng được. Tại vì TF nó đánh 1-1 không lại con Yasuo. Không có thì đam duy trì. Chỉ khi nào mà con Yasuo không dịch chuyển, lúc đó con TF nó mới lợi hơn ở cánh thôi. Nó đỡ chứ trước đó thì thật sự. Tại vì một bộ là con Yasuo nó chặt TF chết queo. Rất khó khăn đến từ bên phía của T1 khi bộ lợi Baron vẫn còn 30 giây nữa trên người của các thành viên G2 Esports. Không phải là con Baron. G2 Esports full spell nha, full tốc biến. Quá nhiều tiền. T1 thiếu 2. Không thể đánh được pha này. Khiến cho T1 phải co cụm lại để phòng ngự. Mikic có tốc biến, anh ta đang muốn canh một góc để có thể đẩy. Đánh là chết. Bắt buộc phải bỏ trụ luôn. Chưa lao vào hất tung lên. Không bay vào từ Broken Blade. Họ hài lòng với cái trụ 2 này.
Rocket Black bây giờ bớt bay rồi, ok. Nó sẽ giúp cho Fusion Box chơi tự tin hơn rất nhiều so với lại những gì mà họ đã làm ở trong khoảng thời đầu tiên. Họ đã giữ được mình, tập trung cao độ, biết cần phải ăn gì. Con rồng tiếp theo là bắt buộc phải đánh rồi đó. Lần này dấn quá sâu, cái hệ lụy để lại nặng lắm. Tại vì mất một chiêu là... Chỉ chưa nó ba rồng rồi. Đã xây ở từ một khoảng thời gian vô cùng dài trước đó. Lượng tiền đã có sự chênh lệch rõ rệt rồi. Sau một khối lượng thời gian rất lớn mà Fnatic One họ gỡ được về mặt kinh tế, thì bây giờ trên Facebook, sau khi có được Baron, lượng tiền đã có sự chênh lệch. 4.000 tiền chênh lệch và 3.000 tiền đã nằm ở đường giữa rồi. Một ván thi đấu đang cực kỳ bay đến từ Caps cũng như là Hansama nữa, khi họ đang là hai người chơi giàu nhất toàn bản đồ. Nhưng sau đó là Gubayoshi, khi anh ta mặc dù đã phải nằm xuống tới 4 lần nhưng vẫn có được cái tốc độ lên trang bị tương đối ổn với 3 món trên người, và đều là những món trang bị hiệu quả dành cho một con Kalista sát lực. Phong độ cũng đang là rất ổn từ Gubayoshi để có thể giúp cho T1 chưa trôi khỏi cái ván đấu thứ 3 này, và họ vẫn đang rất nỗ lực để có thể giành giật lại được những lợi thế mà mình đang là 4.000. Rocket Black sẽ bị dính chiêu cuối và Sama đang nỗ lực để hỗ trợ cho đội của mình. Rocket Black đang mất quá nhiều máu, dòng đại địa chấn hay chưa, đúng quyết định không dòng địa chấn, biết hết nhảy vào và anh ta đang bơi vút sâu quá không xoáy một người thôi thì phải bật lên dài ra ngoài trở lại đám Kera đang kẹt lại bị đính hết, bị dính kết đánh cuối cùng đến BKS và ta nằm xuống. Z đang phải bỏ chạy cộng theo bộ ba, nhìn mấy thằng Mizu đánh ghê thiệt, nhưng mà nó vẫn được công và công trình. Cái trụ thứ hai của giữa đang được nhắm tới, khi đó quyền không trúng của anh Sama và Chisu tiếp tục giành chiến thắng. Rất may là các thành viên nó lùa con rồng ác quá mà táo để tốc biến ra khỏi cái cú xoay đó, nếu không đó sẽ là một thảm họa thực sự với một con Orianna quá nhiều trang bị trên người đến từ Caps. Và bên phía của T1 họ vẫn giữ lại được đó là ba thành viên, nhưng vẫn đã phải để cái trụ thứ hai đường giữa rơi vào tay các thành viên của G3 Sport rồi. Chúng ta cùng được xem lại cái tình huống. Nó có cái nỏ tự thủ anh em, nó có cái nỏ tự thủ cái tường gió của mình để né ra khỏi lực sát thương của đối phương, thì những chiêu cuối bị hất về. Nhưng sau đó là một chuỗi chiêu thức đẹp đến từ Jack, đến từ Mikic, cú xoáy. Bây giờ nó hơi trễ tí xíu đúng không? Nó hơi chậm một chút xíu, và nó khiến cho cái pha tranh đó nó chưa thực sự là trọn vẹn 10 điểm dành cho G2, nhưng họ vẫn hài lòng nếu với như việc lấy được cái tràn nhau nhìn kinh dị thì. Ồ Bobby lên Mikel rồi anh em. Kẹt lại bị dính một cú ủi vai. Hansama tới với mũi tên của mình, ta bắn liên tục người Caria bị dính cả kỹ năng của Hansama và nằm xuống. Rồi. Mất tốc biến không? Đầy đủ những công cụ để chơi rất quan bài vàng mọi người của Asama. Rồi. Và Chichu's Box tiếp tục có thêm một mạng gục nữa. Hai mạng rất quan trọng đến từ bên phía của G2. Nó sẽ khiến cho T1 mất kiểm soát hoàn toàn ở cái con rồng thứ tư này rồi. Và không có bất cứ con mắt nào cả. Keda đã nằm xuống. Những con mắt trước đó cũng đã bị phá đi. Và Cam cũng đã đẩy xong ở đường dưới này. Đường giữa cũng đang là cái thế đẩy đường tốt lên từ Poker Blade. Đường trên thì Faker vẫn đang cố gắng đẩy cao đợt lính. Còn là hồi nãy đó là BKS cái bấm B về sớm. Ừ, đúng rồi. Và khi rớt đáp xuống thì cũng đau quá trễ. Quá trễ. Quá trễ để cho bên phía của T1 có thể bắt được một ai đó. Bây giờ thì Owner muốn tìm vào đây, gặp phải sự phản kháng của MikiX, chưa thể cắm được những con mắt sâu vào phần rừng của G2, và nó đang khiến cho những cái nỗ lực để tạo sự đột biến đến từ T1 bị hạn chế đi rất nhiều. Và họ đang phải chống đỡ với cái khoảng cách về tiền vẫn đang được duy trì ở con số là 5.000 nãy giờ. Không phải Danny nha. Họ kiểm soát tương đối ổn. Bây giờ nè, không thể nào đánh được Baron với rồng luôn tại vì không có tốc biến. Đây, Roger Black đang di chuyển tới. Gumayushi không còn T1 đang thiếu 1, 2, 3 cái tốc biến. Đánh bây giờ đánh đúng kiểu là khả năng là cúp. Di chuyển tới, Gumayushi không còn áo choàng để có thể hỗ trợ và chống những tình huống giữ chân của đối phương nữa. Phương pháp của T1 sẽ là gì đây? Còn ngược lại, ui đã trúng. Vừa rồi quy của Keria, xin lỗi bạn là quy của Cap vừa rồi mà nó trúng được thì mọi thứ sẽ tương đối tệ dành cho Keria đấy. Honor đang di chuyển phía bên phải, con rồng bữa nay được ăn. Đây là con rồng linh hồn của Chichu Sport, họ đang sẵn sàng để có được nó. Honor thiếu ba tốc biến nhưng mà rồng này rồng bắt buộc phải đánh. Ủa sao gì lắc như vậy? Kẹt lại Faker khạc không nổi. Rồng nước cho Chichu Sport và họ không mất cái gì. Faker không có chiêu cuối. Bài bàn quan thảo với người có dài đó là màn trời nhảy đáp xuống dài quay trở lại tấn công với chiêu cuối của mình ngay lập tức hất tung và Broker đang xuống trong cú cấp đã xoay quá đẹp rồi. Và tiếp theo sẽ là một cơn thảm kịch. Đi anh em ơi, đi. Lê cơ. Phía bên phải bị chết bởi mũi tên của Asama. Kera phải bỏ chạy nắm đấm bùng nổ. Faker bị kẹt lại, cấp đang di chuyển tới quy lấy được tóc biến của Faker. Faker hồi lại kỹ năng bay chưa? Không có kỹ năng bay và Faker đang làm mọi thứ để bỏ chạy được. Nhưng anh ta không phòng thủ được, quá khó bấm B biến về để có thể gia tăng thêm khả năng phòng thủ. Dịch chuyển cho nó nhanh hơn. Dai vẫn đang đi tìm con rồng. Chưa đoán được. Dai chưa đoán được. Nhà lính đang bị tấn công. Caria đang làm tất cả mọi thứ để có thể phòng thủ ở khu vực đường giữa này với những con lính đã bị mất đi. Tham vọng còn trong đó Faker vẫn đang khạc, nhưng vẫn còn một con lính nữa. Nó sẽ bị trụ năng Baron thôi, nó phải năng Baron rồi. Chưa có được cái trụ bảo vệ nhà chính thứ hai, nhưng họ đang rất thành công sau pha giai đoạn vừa rồi.
Như vậy là họ cũng đã làm được điều mình muốn, là lấy đi được một trụ bảo vệ nhà chính. Các bạn T nha, của T1 rồi. Một pha giao tranh mà tất cả thành viên của G2 đều làm tốt. Cứ tưởng rằng đó là bước sai lầm của Yacht, nhưng ta kịp thời tỉnh lại với những cái khả năng kháng hiệu ứng trên người của mình. Vạch ta sử dụng chiêu cuối ngược trở lại, đưa Broken Blade vào pha giao tranh. Cái tình huống hất văng Faker bay ra khỏi pha giao tranh đó thì mình cũng là rất tuyệt vời. Rồi là cú xoáy, tất cả mọi thứ cực kỳ hoàn hảo. Zed đang cầm sẵn bài vàng Rulex, đang sử dụng W của mình. Ôi, nó bị tung ra ngoài luôn. Không thể nào có được Baron. Ngược lại, Seasure bóc khỏi chữ Baron. Chỉ là Faker đang... Trời ơi, thằng Cap. Xoáy hướng tung được Faker, Faker bị kẹt lại. Cap đang bị tấn. Cap nó cọc, Cap nó cọc, Cap nó cọc. Anh ta đang đứng từ tiếng sau mà không cách nào có thể cửa quay được. Giai bên này đắm chết được một thành viên của đối phương. Unstoppable dành cho Cap thành viên Seasure bóc. Gung Majesty đứng bên trong bài xóa và bị tấn công cho tới khi nằm xuống phía cánh còn lại. 2-1 cho G2. Cơ hội dành cho Zed và Seasure bóc. Họ dẫn trước. 2-1. Quá tuyệt vời, liên tiếp là những pha giao tranh thành công đến từ G2. Và bây giờ, nhà đương kim vô địch của chung kết thế giới 2023 đang đứng ở trước ngưỡng cửa phải xuống chơi tại nhánh thua khi G2 đã lên lạc lối nha. Ván đấu bản lề và nâng tỷ số lên là 2-1. Cứ ngỡ như trong khoảng thời gian sau của ván thi đấu. Cười rồi, cười rồi, cười hết căng rồi, hết căng rồi, cười rồi. Nhưng khi họ đã phế được Faker, họ khiến cho Faker nằm xuống liên tục trong một xuyên suốt một khoảng thời gian, thì nguồn sức mạnh về cuối cùng